11 ngày sau khi sản phẩm pate minh chay được công bố có khuẩn độc Clostridium botulinum, Bộ NN Phát triển Nông thôn có văn bản đề nghị Sở NN Phát triển Nông thôn các địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm. Ngày 9 tháng 9, thông tin từ Bộ NN Phát triển Nông thôn cho biết cơ quan này đã gửi văn bản đến các Sở NN Phát triển Nông thôn yêu cầu phối hợp với cơ quan y tế khẩn trương thu hồi, xử lý sản phẩm pate minh chay có khuẩn độc Clostridium botulinum. Thông tin sản phẩm pate minh chay có khuẩn độc Clostridium botulinum được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế công bố ngày 28/8, nhưng đến ngày 8 tháng 9, Bộ NN Phát triển Nông thôn mới chính thức có văn bản do Thứ trưởng Bộ NN Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến ký, lên tiếng về sự việc này. Theo Bộ NN Phát triển Nông thôn, ngay sau khi nhận được thông báo từ Bộ Y tế về sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng do sử dụng sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối sống mới nhiễm khuẩn Clostridium botulinum type B, Bộ NN Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có văn bản hướng dẫn các Sở NN Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng địa phương thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, điều tra, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm. Cụ thể là các công văn số 1203 QLCLCL2 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ngày 1/9 và số 1224 QLCLCL2 ngày 7 tháng 9, đến nay đã có nhiều Sở NN Phát triển Nông thôn báo cáo tình hình và kết quả phối hợp với ngành y tế về thu hồi sản phẩm, thiết lập các biện pháp tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm. Để việc xử lý sự cố nêu trên kịp thời và hiệu quả, Bộ NN Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc chỉ đạo thu hồi triệt để sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, thiết lập các biện pháp kiểm soát và thông tin kịp thời về Bộ NN Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương để xử lý theo quy định. Bộ NN Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở NN Phát triển Nông thôn yêu cầu các cơ quan chuyên môn giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối sống mới thực hiện truy xuất, điều tra nguyên nhân lây nhiễm để sớm công bố nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục theo quy định của Luật An toàn thực phẩm. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc cần thông tin về Bộ NN Phát triển Nông thôn để phối hợp triển khai.